Ayo, chào mừng các em đã quay trở lại, mình là Leo. Trong ba nhân vật mới ra mắt ở trong phiên bản 3.1 thì các em thích nhân vật nào nhất? Cá nhân Leo đó chính là Shino, cái nhân vật sẽ ra mắt ở trong nửa đầu phiên bản này các em. Và Shino có rất nhiều những cái cơ chế mới lạ ở trong cái gameplay của mình, và mình nghĩ rằng là các em cần phải biết trước khi mà quyết định triệu hồi hoặc là bỏ qua Shino. Và chúng ta cùng đến với lại những cái điều đó nha các em. Đầu tiên, Shino sẽ là một nhân vật Tibet đứng sân. Và hiện tại trong Genshin Impact á, những cái nhân vật Tibet đứng sân của chúng ta có thể chia ra làm hai loại. Một là sốc sát thương, hai là gây sát thương ổn định ở trong cái chu kỳ bùng nổ của mình. Thì Tibet sốc sát thương sẽ có cái khoảng thời gian trên là sát thương đầu ra. Sẽ có lúc gây sát thương rất lớn, rồi sẽ có lúc là không có khả năng gây sát thương hoặc là gây sát thương sẽ thấp đi. Và thời gian đó thì chúng ta hãy đảo qua những cái nhân vật hỗ trợ để mà sử dụng những cái phương pháp bổ trợ, ví dụ như là tạo khiên, rồi hồi máu hay là hỗ trợ sát thương. Còn đối với là những cái DPS gây sát thương ổn định mượt mà thì lúc mà game vừa ra mắt thì rất là phổ biến các em. Nhưng mà gần đây bắt đầu từ cái kỷ nguyên 2.0 thì đã có rất nhiều những cái sự thay đổi, và điển hình của những cái DPS gây sát thương ổn định mượt mà này đó chính là Sao và Ito. Trong đó thì Sao đại diện cho DPS phong, còn Ito đại diện cho DPS nham. Và cả hai đều đánh thuần một cái loại nguyên tố, không dựa vào phản ứng mà chủ yếu dựa vào cái hệ số khuếch đại kỹ năng của mình lớn để mà gây sát thương. Và các đồng đội chủ yếu là sẽ cung cấp những cái lợi thế, ví dụ như là hỗ trợ nạp, tăng sát thương, tăng tấn công, hồi máu đó. Thì nếu mà so sánh giữa Ito và Sao thì hiện tại Ito có lợi thế hơn một xíu khi mà có một cái nhân vật hỗ trợ độc quyền, đó chính là Goro. Còn Sao, thông thường chúng ta hay đi cùng với là Sprout để mà hỗ trợ nạp cho Sao. Thì ngoài cái khả năng hỗ trợ nạp thì Sprout những cái khả năng hỗ trợ khác, ví dụ như tăng tinh thông nguyên tố hoặc là giảm kháng rồi tăng sát thương này nọ, đều bị bỏ qua. Vì vậy cho nên là tính ra thì Sao hơi bị thiệt hơn so với là Ito về cái nhân vật hỗ trợ độc quyền của mình. Đến bây giờ Leo cũng cảm thấy lạ là tại sao vẫn chưa có một nhân vật hỗ trợ độc quyền dành cho Sao. Bennett hỗ trợ Sao thì cũng ok, nhưng mà nếu mà so với lại Goro các em thì mình vẫn thích cái cách hỗ trợ của Goro hơn, khi mà kỹ năng nổ của Goro theo nhân vật các em. Vì vậy cho nên là cái cách đánh của Ito sẽ linh hoạt hơn đó, so với lại hỗ trợ của Bennett thì chúng ta sẽ bị cố định ở trong cái vùng tăng tấn công. Và Shino của chúng ta cũng sẽ là một cái nhân vật DB chính gây sát thương liên tục giống như vậy. Và chu kỳ của Shino của chúng ta khá là dài các em, lên tới tối đa lên tới 18 giây lận. Và thật mà nói là trước khi mà phiên bản 3.0 cập nhật hệ thảo ra mắt á, đa số các nhân vật DPS chính hệ lôi các anh em cũng không tập trung vào phản ứng, mà chủ yếu tập trung vào khả năng bớt tăng sát thương nguyên tố lôi lên lớn nhất có thể. Nhưng mà bắt đầu từ phiên bản 3.0 khi mà hệ thảo ra mắt thì lúc này hệ lôi đã có thêm một cái phản ứng tăng cường hỗ trợ cho mình, đó chính là phản ứng sinh trưởng. Điều này đòi hỏi là trong đội của Shino cần phải ràng buộc cùng với lại một nhân vật hỗ trợ hệ thảo. Và trong ba nhân vật hệ thảo hiện tại của chúng ta thì có lẽ là Kolei sẽ là phù hợp nhất. Nhưng mà theo Leo thì cái khả năng hỗ trợ của Kolei cũng có nhiều cái hạn chế. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải chờ đợi vào một cái nhân vật hệ thảo tiếp theo ra mắt. Thì nhân vật hệ thảo tiếp theo ra mắt là dự kiến sẽ là Thảo Thần các em. Vì vậy cho nên là nếu muốn tối ưu á, thì theo Leo các em sau khi mà triệu hồi ra Shino á, thì các em phải nhanh chóng tích nguyên thạch để mà sẵn sàng triệu hồi Thảo Thần. Còn việc Shino có cần phải có một cái nhân vật hỗ trợ nạp cho mình hay không á, thì có lẽ là phải cần chờ ra mắt xem có thể nhận được hạt năng lượng trong lúc mà duy trì kỹ năng nổ hay không. Nếu mà có khả năng nhận được thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải có một cái nhân vật hỗ trợ nạp đâu. Còn nếu không á, thì có lẽ là chúng ta cần phải trông chờ vào ba nhân vật hệ lôi là Fischl, Dory với lại Lôi Thần. Chứ còn Yamiko của Kishimbu với Lisa thì không hỗ trợ nạp được rồi. Nhưng mà cá nhân Leo thì cảm thấy cái việc mà mang Lưu Thần đi hỗ trợ bất cứ một cái nhân vật DPS nào đều cảm thấy rất là phí. Tại vì bản thân Lưu Thần là tự mình có khả năng hình thành ra những cái đội rất là mạnh rồi. Còn những cái nhân vật hỗ trợ còn lại thì Leo thấy rằng Kayuha cầm lời thề với lại John Lee thì khá phù hợp. Hay là những cái nhân vật hỗ trợ có tăng tinh thông nguyên tố, ví dụ như là Abido, Sprout. Và do đặc thù của phản ứng sinh trưởng thì có lẽ là chúng ta sẽ không thể sử dụng những cái nhân vật hỗ trợ sát thương hệ thủy với hệ hỏa để mà tránh cái phản ứng dồn dập gây mất ấn thảo các em. Đương nhiên là sau này nếu mà Thảo Thần có khả năng gắn ấn thảo tốt thì lúc này có thể thay đổi khác. Với lại chúng ta cũng sẽ để mở cái trường hợp của Gia Lan, tại vì Gia Lan còn tăng sát thương rất là nhiều nữa. Mình muốn nói thêm một xíu nguyên nhân tại sao mà chúng ta không sử dụng những cái nhân vật hỗ trợ hệ thủy với hệ hỏa ở trong phản ứng sinh trưởng.
Đầu tiên, giống như các anh em đã biết á, là phản ứng sinh trưởng nó sẽ tạo ra một cái trạng thái sinh trưởng lên trên người con quái. Và khi mà chúng ta tấn công lôi hay thảo vào á, thì nó sẽ tạo ra phản ứng gia tăng thêm sát thương, gọi là tăng cường và lan tràn. Và công có lưu ý ở đây đó chính là chỉ những cái đòn tấn công tạo phản ứng á, thì mới có khả năng tăng sát thương thôi, chứ không phải tất cả các đòn tấn công. Vì vậy cho nên là đối với là cái phản ứng sinh trưởng á, thì cái khả năng gắn ấn càng nhiều thì sẽ càng nhận được nhiều tăng sát thương. Chứ còn mà nếu mà các anh em gây nhiều sát thương tới lôi nhưng mà lại không có khả năng gắn ấn nhiều á, thì chúng ta chỉ nhận được một hoặc hai lần tăng sát thương mà thôi. Và cái tăng sát thương đó chính là cái tăng sát thương cố định theo cái bảng sau nè, thì các anh em biết rồi. Nhưng mà có một cái là cái trạng thái sinh trưởng đó khi mà gặp hỏa với thủy á, thì nó sẽ biến mất và nó sẽ tạo ra phản ứng thiêu đốt với lại phản ứng xung xuê. Đó, vì vậy cho nên là để mà đảm bảo duy trì được cái trạng thái sinh trưởng này tốt thì rõ ràng chúng ta cần phải hạn chế sử dụng những cái nhân vật hỗ trợ sát thương hệ hỏa với lại hệ thủy. Còn điều thứ hai mình muốn chia sẻ các em á, là giữa DPS gây sát thương liên tục mượt mà giống như là Sino và những cái DPS sốc sát thương á, thì có cái gì khác biệt với lại nhau, có những cái điểm mạnh điểm yếu nào? Đầu tiên á, thì sốc sát thương không nhất thiết là cần phải tạo ra một cái lượng sát thương khổng lồ đâu các em. Có rất nhiều những cái nhân vật sốc sát thương, ví dụ như là Ayaka đó các em, gây ra hàng giây những cái sát thương đó. Nói chung là về tổng thể sát thương trong khoảng thời gian ngắn gây ra rất lớn, có thể coi như là một nhân vật sốc sát thương. Thì đối với lại những nhân vật sốc sát thương sẽ phù hợp cuộc khi mà chúng ta đối phó cùng với lại những kẻ thù mà cái thời gian tấn công ngắn, những kẻ thù đã nhoi hoặc là có khoảng thời gian lộ nhân mà tê liệt giảm sức mạnh đó, ở cái khoảng thời gian ngắn. Và điển hình ở đây đó chính là mạng xà di tích á, thì con này rất là nhoi. Và thông thường cái thời gian mà chúng ta có thể tấn công được mạng xà di tích thì khoảng chừng 10 giây mỗi đợt thôi là nó sẽ lặn mất. Và sau đó chúng ta cần phải chờ rất nhiều thời gian thì nó mới trồi lên để mà chúng ta tấn công tiếp. Thì đối với là mạng xà di tích, nếu mà các em có những cái đội sốc sát thương nổ mạnh á, thì rõ ràng là chúng ta có thể nhanh chóng hạ gục được mạng xà di tích luôn. Còn đối là cái đội gây sát thương liên tục thì khi đánh mảng xà di tích nó hơi khó hơn một xíu, tại vì cứ mỗi khi mà chúng ta chuẩn bị đập nó là nó lại lặn mất. Nhưng mà bù lại, đội sốc sát thương nổ sẽ gặp khó khăn khi mà đụng độ cùng với lại những cái đợt quái rời rạc mà máu không quá nhiều. Ví dụ như là mỗi con quái nó chỉ máu khoảng chừng 50 đến 100 ngàn đi, thì chúng ta sốc sát thương nổ 400-500 ngàn rồi xong, sau đó thì chúng ta sẽ bị giảm cái khả năng gây sát thương của chúng ta. Thì lúc này cái đội mà gây sát thương liên tục á, thì sẽ hiệu quả hơn. Nên là các em có thể thấy rằng tùy thuộc vào những cái bối cảnh cũng như là chúng ta đối phó với là con quái nào á, thì mỗi đội sẽ có những cái lợi thế khác nhau. Nhưng mà hiện tại với cái lối xây dựng những kẻ thù mới của chúng ta trong Genshin Impact theo hiệu ứng Matthew á, khiến cho đội sốc sát thương nổ có cái lợi thế hơn một xíu các em. Điển hình ở đây á, ngày xưa chúng ta có những cái kẻ thù như là mô hình động cơ vĩnh cửu, Mago Genki, máu được chia ra nhiều giai đoạn để mà tránh cho chúng ta sốc sát thương. Nhưng bây giờ các em có thể thấy rằng những cái kẻ thù mới, ví dụ như là người thù hồ vĩnh hằng, mảng xà di tích hay là nấm linh chi đó, thì nếu mà chúng ta sốc sát thương thì hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn tiêu diệt được luôn. Còn nếu mà gây sát thương liên tục đều đều á, thì kẻ thù của chúng ta sẽ liên tục di chuyển để mà né tránh, thì cái việc này làm cho chúng ta mất nhiều thời gian hơn đó để mà đánh. Nói chung là chúng ta vẫn có khả năng gây sát thương nhưng mà sẽ bị hụt nhiều hơn và làm cho những cái đòn tấn công của chúng ta sẽ bị hiệu quả giảm đi rất là nhiều. Còn điều thứ ba mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là cơ chế mới Quick Time Event của Sino. Đại khái cái cơ chế này đó chính là chúng ta cần phải bấm đúng ngựa cánh. Sino sau khi mà đánh kỹ năng nộ vào trạng thái sư giả dẫn lối thì các anh em thấy cứ mỗi 4 giây sẽ xuất hiện hình con mắt và chúng ta cần phải bấm kỹ năng nguyên tố đúng vào cái khoảng thời gian mà xuất hiện hình con mắt đó, gọi là cái trạng thái soi thấu đường cùng. Và khi mà các anh em bấm chúng thì con mắt nó sẽ sáng lên màu vàng và lúc này Sino sẽ tăng sát thương của kỹ năng nguyên tố của mình, đồng thời kết hợp cùng với lại bắn ra 3 luồng tia sét xuyên thấu, gây sát thương bằng 50% tấn công của Sino thôi, nhưng mà lại được gia tăng rất nhiều sát thương dựa trên tinh thông nguyên tố. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về vũ khí của Sino. Thì Sino sẽ là một nhân vật tập trung vào tỷ lệ bào, sát thương bào, tinh thông nguyên tố và phần trăm tấn công. Chưa có những cái bài test chính xác giữa tinh thông nguyên tố hay là phần trăm tấn công thì chỉ số nào sẽ lợi hơn đối với là Sino. Nhưng mà nhiều khả năng sẽ là tinh thông nguyên tố. Tại vì chúng ta thấy là Sino còn có thêm một cái nội tại đó chính là tăng sát thương dựa vào tinh thông nguyên tố nữa.
Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể sử dụng được những cái vũ khí mà tăng tỷ lệ bạo sát thương bạo, ví dụ như là hỏa phát diên, trượng hộ ma hay là thương quyết chiến. Hiển nhiên là sẽ không thể nào bằng được trấn, tại vì trấn của Sino có cái nội tại là chuyển hóa tinh thông nguyên tố trở thành tấn công. Điều này giúp cho Sino sẽ không phải lo lắng suy nghĩ về cái vấn đề cân bằng giữa tấn công và tinh thông nguyên tố, chỉ có việc đập full tinh thông thôi. Và sau này không rõ là chúng ta sẽ có những cái nhân vật hỗ trợ bơm tinh thông nguyên tố mạnh mẽ như thế nào nữa. Tuy nhiên là ở cái mức độ cơ bản thì các ta thấy rằng là những cái vũ khí tăng tỷ lệ bạo này cũng khá là ổn. Và nếu anh em nào mà chúng ta chưa có bất cứ một cái vũ khí giáo dài kể trên, thì trong cái sự kiện chủ đề của phiên bản 3.1 chúng ta cũng nhận được một cái vũ khí 4 sao tinh luyện năng mũi nhọn của gió. Tuy là hơi gặp áp lực một xíu đối với là cái việc tăng tỷ lệ bạo sát thương bạo, nhưng mà mũi nhọn của gió cũng phù hợp với lại cái lối đánh của Sino. Và đó là những cái điều mà mình nghĩ rằng các anh em cần biết về Sino. Còn các anh em có những cái chia sẻ hoặc là những câu hỏi nào, đừng quên thì chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em. Chúc các anh em triệu hồi một phát là ăn ngay ra Sino không bị lệch rank.